bác nào thận hư, thận yếu, tiểu đêm, chuyện ấy kém, liệt cần số, thì tôi xin được mách cho các bác một trong những cách cực hay đây. Vâng, xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HDT3. Và thưa với lại quý cô bác anh chị, thì vừa rồi tôi cũng có lắng nghe một cuộc điện thoại của một bác năm nay là 65 tuổi. Nhưng bác nói rằng là bây giờ bác không khác gì đàn bà, có nghĩa là cái chuyện ấy của bác gần như nó không còn tác dụng gì nữa. Và bác cũng có hỏi với tôi rằng là có cái phương pháp nào không, có cái cách nào không. Thì thưa với lại quý cô bác anh chị, thì trong video này tôi xin được chia sẻ đến với lại quý cô bác anh chị một trong những cái loại phải nói là rất là mạnh. Phải nói là rất là mạnh, và chính bản thân tôi đã thử và thấy nó rất là mạnh. Và tôi muốn chia sẻ lại đến cho quý cô bác anh chị, và đặc biệt là với những bác nào bị yếu, gầy yếu nha bác nhá. Các bác bị gầy yếu này, thận hư thận kia kém này, tiểu đêm này và mất ngủ này, thì sử dụng cái loại này cũng giúp cho các bác hồi phục lại sức khỏe. Và chỉ khi nào ta khỏe mạnh thì ta mới có thể, cái chuyện ấy của ta nó mới tốt lên được. Thận chúng ta khỏe thì cái chuyện ấy của chúng ta nó mới có tác dụng được. Còn nếu như các bác mà thận hư thận yếu, rồi là thường xuyên bị mất ngủ gầy yếu, thì nói thật sự với các bác là cái chuyện ấy của các bác nó cũng không còn tác dụng nữa, nó là đương nhiên rồi, đúng không ạ? Bởi vậy mà trong video này tôi sẽ chia sẻ đến các bác một trong những cái loại rất là sẵn. Loại này rất là sẵn, nhưng có thể giúp cho các bác ngủ ngon, ăn ngon, ngủ ngon, thận khỏe mạnh và chuyện đấy của bác tăng vọt luôn. Và thưa với lại các bác, thì để biết cái loại này là loại gì và cách sử dụng ra làm sao, thì ngay bây giờ mời các bác chúng ta cùng tiếp tục theo dõi video này, và hãy dành ra vài phút để chúng ta theo dõi xem hết video để các bác có thể nắm bắt trọn vẹn những cái cách này để làm sao cho sức khỏe của chúng ta nó được tốt hơn và cuộc sống được thêm phần hạnh phúc hơn. Vâng, và thưa với lại quý cô bác anh chị, thì cái loại mà tôi muốn chia sẻ đến với lại quý cô bác anh chị thì không có gì cao sang lắm cả, mà nó lại có những cái tác dụng rất tuyệt vời, đó là phấn hoa. Thưa với lại quý cô bác anh chị, thì có thể nói đến phấn hoa, tôi biết rằng có người còn chưa biết nó là cái gì. Phấn hoa hay còn gọi là phấn ong, đó, thường người ta sẽ gọi là phấn ong hay là phấn hoa, thì nó đều là một. Thì như thế này, cái loại này á, thì các bác phải mua ở trên thị trường là có bán, trên thị trường có bán các bác nhé. Tuy nhiên là những người người ta nuôi ong á, thì người ta thu gom nó bằng cái cách là như này. Khi con ong nó đi lấy ở phấn hoa, ở từng những cái nhụy hoa ấy, về và nó để ở hai cái cánh, hai cái chân của nó ấy, thì người ta sẽ dùng cái phương pháp là cái lỗ để chui vào ấy, thì người ta dùng cái lỗ, thu nhỏ cái lỗ lại, để khi nó đi qua thì bắt đầu nó bị tuốt lại cái một lượng lớn cái phấn hoa, và từ đó thì người ta bắt đầu tích tụ lại. Và cái phấn hoa này thường nó có cái màu vàng đó, và nó rất là mịn. Phấn hoa này rất là mịn và có màu vàng. Cái màu này, cái phấn hoa này á, thì các bác nên sử dụng vào những cái loại vào những cái mùa nó có ra hoa nhiều cái loại hoa. Vì các bác biết là con ong á, nó thu gom rất nhiều những cái loại hoa, và trong phấn hoa người ta có thấy rằng là có rất nhiều những cái chất vitamin A, B, C, D, S, rồi là các loại, và rất nhiều những cái chất bổ sung cho sức khỏe cực tốt, cực tuyệt vời. Nó là rất giàu dinh dưỡng, rất giàu những cái chất canxi các kiểu, nhiều lắm các bác ạ. Nên là cái phấn hoa rất là tốt, được gọi là trong một trong những cái loại gần như là gọi là thần dược, rất là tuyệt vời, rất tốt luôn. Nên là khi mà người ta sử dụng cái phấn hoa này á, thì người ta bán ở thị trường nó có bán, có những nơi bán đắt, có những nơi bán rẻ. Tuy nhiên là các bác nên lựa chọn những cái loại phấn hoa mà người ta nuôi ở trên rừng á, thì người ta sẽ di cái đàn ong ấy. Người ta bây giờ người ta có cái thể loại là người ta mang ong, người ta mang lên rừng người ta nuôi, thì người ta di đàn ong đi được. Thì những cái loại mà ở rừng, phấn ong rừng, thì nó sẽ có những tác dụng tuyệt vời hơn, vì nó có rất nhiều các loại cây, nên là nó có nhiều loại hoa, thì nó sẽ tốt với cơ thể chúng ta nhiều hơn. Thì các bác sử dụng cái loại này, các bác mua về các bác ngâm rượu các bác ạ, rất là đơn giản thôi, không có cái gì cao sang lắm đâu. Tuy nhiên là ngâm rượu là đem một trong những cái loại rất là tuyệt vời các bác nhá. Thì các bác đem các bác ngâm rượu là như thế này, chúng ta mỗi một lần ngâm ấy, ta ngâm là 100g, 100g là ta có thể ngâm từ 2 đến 3 lít rượu các bác nhá. Thì các bác sẽ ngâm trong vòng 1 tháng. Nhớ là chúng ta lựa chọn cái loại rượu ấy, là các bác phải lựa chọn cái loại rượu nấu, rượu nếp, rượu ngon để chúng ta sử dụng. Thì mỗi một lần các bác ngâm trong vòng 1 tháng sau thì bắt đầu các bác lôi ra các bác sử dụng. Thì mỗi một lần sử dụng á, là chúng ta uống vào trong bữa ăn hoặc là uống trước ăn đều được, nhưng mỗi một bữa ăn ta chỉ uống một ly nhỏ thôi. Buổi tối bác nào uống được thì ta uống 2 ly, thế còn đâu là mỗi một bữa ăn là ta uống chỉ một ly nhỏ thôi.
một ly nhỏ, khoảng 10 đến 15 ml đó các bác nhá, 10 đến 15 ml thôi. Và các bác làm liên tục, tôi khẳng định với các bác nhá, các bác uống 1 2 hôm thôi là các bác thấy chuyển biến hoàn toàn ngay. Đấy, như thanh niên chúng tôi là uống vào sáng uống chiều tối là thấy hiệu quả luôn, sáng uống là chiều hiệu quả luôn. Đó, thế nên là các bác sử dụng ấy, thì các bác chỉ sử dụng 1 2 ly nhỏ như thế thôi. Một ngày chúng ta dùng như vậy, các bác dùng liên tục trong vòng, các bác cứ dùng liên tục đều đặn thì nó tăng cường cái sức khỏe của các bác lên. Nhưng cái gì cũng thế, nó đều có cái mặt trái của nó. Nếu các bác dùng quá liều, các bác dùng quá nhiều thì nó phá, nó hại các bác nhá, nó phá, nó hại, không tốt nếu như các bác mà dùng quá liều. Bởi vậy mà các bác nên lưu ý là chúng ta dùng là mang tính chất bồi bổ sức khỏe, dùng để giúp cho cái cường tráng của chúng ta khỏe mạnh lên, giúp cho, gọi là làm thuốc cho ta, chứ các bác đừng có dùng quá liều. Tôi biết rằng có rất nhiều bác là rất thích rượu, mà lại cái rượu phấn hoa nó rất là ngọt, nó rất là thơm, nó rất là dễ uống đấy, ngọt thơm dễ uống, và nó còn có bột bột những cái bột phấn hoa đấy. Thì khi mà ta sử dụng ấy, các bác nhớ là nó sẽ lắng xuống, các bác ngâm trong vòng ấy một thời gian là bắt đầu nó lắng xuống dưới đáy ấy. Thì mỗi một lần ta dùng là ta phải lắc nó lên, lắc nó lên, sau đấy lắc lên xong rồi ta mới rót ra ta dùng. Thì mỗi một lần ta chỉ dùng một chút như vậy thôi sẽ giúp cho các bác luôn luôn khỏe mạnh và luôn luôn có sức cường tráng. Và nếu bác nào thực sự bác nào liệt cần sử dụng loại này là cần số dựng lên ngay các bác nha, là cần số lại trở lại bình thường. Nên là các bác lưu ý này, nhớ là chúng ta sử dụng, và các bác thấy rằng là và các bác nhớ là chúng ta sử dụng là để làm thuốc chứ không phải sử dụng để lạm dụng nó, nên các bác lưu ý nhá. Đấy, nên là chia sẻ đến các bác là như vậy. Nếu như bác nào cảm thấy video có hữu ích và kênh có ý nghĩa thì đừng quên là chia sẻ nó. À mà tôi cũng xin được chia sẻ là các bác dùng cái này vào á, thì các bác sẽ giúp cho cơ thể nó khỏe mạnh lên, thận nó khỏe mạnh, thì dĩ nhiên là các bác sẽ ăn ngon ngủ ngon và hết tiểu đêm. Với những cái người nào mà bị cái tiểu đêm do thận hư thận yếu thì đây cũng là một phương pháp rất là tốt cho các bác. Và nhớ là chia sẻ video nếu các bác cảm thấy video có hữu ích, và đừng quên là dí vào nút đăng ký và nút chuông, vì tôi sẽ còn quay trở lại với các bác với rất nhiều những video bổ ích khác nữa. Nút chuông ở phía dưới bên này các bác nhá, nút đăng ký ở phía dưới bên này, nhớ là dí vào đó và đón chờ những video của tôi sẽ ra mỗi ngày. Tôi sẽ ra video vào lúc 10 giờ và 18 giờ tối. Nên là các bác hãy đón chờ vào những khung giờ này, và xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.